Thưa quý vị và các bạn, mấy ngày qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tình trạng sạt lở đất, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân. Và mới đây thì chính căn nhà của các hộ dân ở cặp mé sông thuộc ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn bị rạn nứt, sụt lún và sụt xuống sông. Dãy nhà gồm 9 căn với 21 nhân khẩu, có chiều dài khoảng 80 mét. Mỗi căn nhà có diện tích từ 50 mét vuông trở lên. Chính quyền địa phương và người dân cho biết tại khu vực này trước đây đã xảy ra sạt lở và đã được gia cố, khắc phục, nhưng do dòng chảy mạnh và hiện tượng xoáy lở bờ sông nên gây sụt lún. Thì nó ban đêm thì đầu tiên nó cái triệu chứng là nó nổ nghe đùng đùng đó là nó nứt rồi mỗi ngày nó xuống thêm mớ, rồi tới bữa nay thì nó tình trạng nó như vậy nè. Thì ở xã chính quyền đây thì cũng có mấy anh em dân phòng, rồi xã đội, rồi kể cả rồi bí thư xã, rồi phó tịch, rồi chủ tịch cũng tiếp dân để vợ di dời hết trơn luôn, toàn bộ tài sản của dân ra ngoài. Tới bây giờ tôi không có dám ở cái nhà nữa, tôi rất là sợ. Nhưng mà con cái là khi xảy ra thì nhờ cơ quan địa phương rồi nè, anh em ta hỗ trợ để dỡ, rồi di dời đồ, rồi cái chỗ ở thì nói chung cũng ở nhà nhỏ em, ở nhờ. Rồi bên trường thì cũng tạo điều kiện để cho mình để đồ, rồi bên ban quản lý chợ cũng cho mình để đồ. Nói chung thì nó rất là tốt. Khi xảy ra thì nói chung chính quyền rồi địa phương, tất cả người dân là quan tâm nhau lẫn nhau hết, giúp đỡ lẫn nhau. Ngay sau khi xảy ra tình trạng rạn nứt, sụt lún nhà ở của các hộ dân, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng 4 tại chỗ triển khai giúp người dân di dời đồ đạc, vật dụng sinh hoạt đến nơi an toàn, đồng thời giăng dây cảnh báo. Các cơ quan chức năng cũng đã khảo sát nguyên nhân để sớm có biện pháp khắc phục, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân trước nguy cơ sụt lún có dấu hiệu diễn ra nghiêm trọng hơn. Khi sự cố thì Ủy ban nhân dân xã đã vận động cái lực lượng là 4 tại chỗ, nó thực hiện cái vận động người dân để tham gia là di dời cho các hộ dân, tổng cộng là huy động là lực lượng công an, quân sự, các ngành đoàn thể, gọi là huy động lực lượng khác, tổng cộng là 150 người. Di dời cho là 9 hộ dân, 21 nhân khẩu đã cơ bản là bây giờ đáp ứng được nhu cầu về nơi là an toàn. Còn cái hướng tới thì ủy ban xã thông báo cho tất cả các người dân ở trong khu vực là không đến nơi là nguy hiểm, cấm cái biển báo là nơi nguy hiểm, rồi là kiến nghị về trên sớm cái hỗ trợ cho người dân để ổn định cuộc sống. Hiện tại các lực lượng ở xã Tích Thiện đã cơ bản giúp các hộ dân di dời đến nơi an toàn.